Đây là đội hình ra quân của câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu gặp cao thủ Hoàng Anh Gia Lai trong khung thành. Đây là đội hình ra quân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu này. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì đội chủ nhà Sài Gòn trong trang phục màu hồng, bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn là đội giao bóng trước trong tháng 7 với 4 chiến thắng liên tiếp. Rồi! Không vào! Bóng rơi còn dọc một pha phòng ngự tương đối hớ hình của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai, và người vừa dứt điểm đó là Gustavo Costa. Bóng trước thì Gustavo đã có cho mình một cú đúp trong trận đấu gặp cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và nào đó thì ban huấn luyện của câu lạc bộ Sài Gòn cũng yên tâm hơn với phong độ của các ngoại binh ở vòng thi đấu thứ 10. Một tình huống phòng ngự không tập trung của trung vệ Mauricio bên phía ngoài Gia Lai. Với phòng Hồng Duy có thể sút xa, không gây nguy hiểm được cho Văn Phòng. Pha đổi người rất chủ động của Phạm Văn Phong. Vừa rồi thì hàng tiền vệ bên phía Sài Gòn đã làm việc không tốt. Đây là cơ hội dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Andre là người rất hay. Không được rồi. Rất đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi của câu lạc bộ Sài Gòn. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Và trận chấp rất hay đã giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn cướp được bóng. Andre đã không thực hiện một đường chuyền rất ngẫu hứng. Cao Văn Chiên dứt điểm từ xa, nguy hiểm, đâm vào, lỗi việt vị rồi. Trong những phút đã qua của trận đấu thì các cầu thủ Sài Gòn mới chính là những người tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Người đã tung ra cú dứt điểm đó chính là Tấn Tài. Một pha đi bóng và dứt điểm rất nhanh và quyết đoán của Huỳnh Tấn Tài. Andre, Gustavo. Hoàng Gia Lai đang phải chịu những sức ép không nhỏ từ các cầu thủ Sài Gòn. Thắng lợi đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạo ra sự hưng phấn rất. Washington Radao, khoảng trống dành cho Washington Radao, dứt điểm, không vào. Đây mới là cú dứt điểm thứ hai của Washington Radao kể từ đầu trận, nhưng nó vẫn chưa thể gây ra khó khăn nào dành cho Văn Phòng. Gustavo đang di chuyển. Gustavo! Gustavo! Không vào! Hai lần đối mặt với Dương Văn Lợi. Hồi đầu trận thì bóng đã chạm vào cột dọc, còn trong lần đối đầu trực tiếp này thì anh lại không thể vượt qua được phản xạ tuyệt vời của thủ thành năm nay với 21 tuổi. Chưa thể có bàn thắng thứ tư dành cho Gustavo ở mùa giải năm nay. Đang trở thành điểm sáng nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Nguy hiểm! Không vào! Lại là cú dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài. May mắn đã đứng về phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở tình huống vừa rồi. Trước đó thì Huỳnh Tấn Tài cũng đã có một cú dứt điểm để khiến cho Dương Văn Lợi phải trổ tài. Hãy cùng xem lại pha nhả bóng và dứt điểm này, nhưng bóng lại trúng vào
vị trí của Gustavo, tân giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Sài Gòn. Nguy hiểm, bắt vào. Dương Văn Lợi vừa tỏa sáng và bây giờ tới lượt Phạm Văn Phong. Lần này thì cú dứt điểm của Washington Brandao bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành báo số 36. Pha chạm bóng thứ 3 của Washington Brandao. Vũ Văn Thanh, nguy hiểm, bóng vào. Chút nữa đã có một siêu phẩm được tạo ra. Phạm Văn Phong vẫn đang là chốt chặn tin cậy trong trận đấu ngày hôm nay. Một phân bóng rất vừa tầm và chính xác dành cho Vũ Văn Thanh. Đánh đầu, không vào. Một đường truyền có nói là rất vừa tầm. Hãy cùng xem lại pha phối hợp này của cao thủ Hoàng Gia Lai. Khoảng trống là rất lớn dành cho Hữu Tuấn. Là thủ môn số 36 Phạm Văn Phong. Trận đấu được không? Cú sút thẳng của Vieira. Cú sút bóng vót sang ngang. Vieira là cầu thủ người Bồ Đào Nha, trong khi đó thì Gustavo là cầu thủ người Brazil. Brandao, Văn Toàn, không có lỗi việt vị của Văn Thanh, vẫn còn Quang ơi, căng ngang, không có ai tiếp cận được đường căng ngang của Vũ Văn Thanh, quá đáng tiếc. Lúc này thì Công Phượng và Bruno Henrique vẫn chưa vào sân. Ta cùng xem lại một lần nữa pha qua người rất hay của Vũ Văn Thanh. Hồng Duy, Mới siêu đánh đầu, quá nhẹ. Ông đã tới được vị trí của cầu thủ cao nhất bên phía Hoàng Gia Lai, cũng là cầu thủ cao nhất trên sân lúc này, Mauricio. Nhưng vẫn là một tình huống đánh đầu hơi với của trung vệ người Brazil. Rõ ràng đây là một tình huống đánh đầu kiến tạo của Mauricio dành cho Xuân Trường. Đánh đầu. Hôm nay thì huấn luyện viên Kiatty Sắc đã quyết định tung những cầu thủ tấn công tốt nhất có thể của mình vào sân, đó là Nguyễn Công Phượng và Bruno Henrique. Nguyễn Công Phượng vào sân. Công Phượng vào sân để thay cho Lương Xuân Trường. Mauricio vào sân để thay cho Minh Vương. Gustavo khá hay. Bấm tay, tát bóng, không được. Vieira đã đứng sẵn ở phía trong. Tát bóng, không được. Vẫn là cao thủ Hoàng Gia Lai, Hồng Duy. Chân phải không phải là chân thuận của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và xem lại tình huống này, đây là tình huống dứt điểm không tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là cao thủ Hoàng Gia Lai, Công Phượng. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Hoàng Gia Lai, rất bất ngờ. Không ai nghĩ đó là một bàn thắng cả. Tình huống đập nhả 1-2, người kiến tạo đó chính là Bruno Henrique. Công Phượng dứt điểm bằng chân trái ở ngoài vòng cấm. Bóng có lẽ là đã chạm khẽ một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Sài Gòn và đổi hướng, đánh bại được thủ thành Văn Phong. Một bàn thắng rất bất ngờ. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và anh đã có bàn thắng. Rõ ràng là Hoàng Gia Lai có những con người có thể giải quyết được trận đấu, và Công Phượng chính là cái tên đó. Ta cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như bóng đã đập chân của Đoàn Anh Việt. Chính xác là như vậy. Bóng đá vào chân của Đoàn Anh Việt đổi hướng. Và đương nhiên là Văn Phong không hề có lỗi trong bàn thua này. Và bàn thắng có phần may mắn của Nguyễn Công Phượng. Nếu bàn thắng vừa rồi được tính cho cũng
Đây là cơ hội dành cho cầu thủ Sài Gòn. Lâm Thuận không vào. Bóng đi không chính xác. Không phải ngày hôm nay câu lạc bộ Sài Gòn không có cơ hội, nhưng họ không biết tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có được. Một lần nữa thì ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Sài Gòn lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Thủ thành Dương Văn Lợi bên phía Hoàng Anh Gia Lai đang bị đau. Có lẽ là anh bị đau cơ khép trong tình huống phát bóng. Lại là tình huống chuyền bóng lỗi của Tuấn Anh dành cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Quá đáng tiếc cho câu lạc bộ Sài Gòn ở tình huống dứt điểm vừa rồi của Lâm Thuận.